Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Thanh Gươm Diệt Quỷ. Và hôm qua thì cái hành trình đi tìm cái ngọn núi Natagumo của mình đã thất bại rồi. Mình vẫn chưa tìm được ngọn núi đó, nhưng mà mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Hôm nay chắc mình sẽ tiếp tục đi tìm cái ngọn núi đó để có thể làm tiếp những cái nhiệm vụ còn dang dở. Thế nhưng mà trước khi làm tiếp nhiệm vụ thì để mình coi mình còn hắc diệm thạch không. Ây da, hình như mình hết hắc diệm thạch rồi. Bữa nay thì mình tính là mình sẽ đi xuống địa ngục để dạo một vòng, để xem ở phía dưới mình sẽ gặp những cái con quỷ gì. Biết đâu quýnh những con quỷ đó thì mình lại có thêm được một mớ đồ xịn sò khác thì sao. Thôi được rồi, bây giờ thì mình sẽ đi đào thêm hắc diệm thạch để chuẩn bị cho cái việc đi xuống địa ngục của mình trong ngày hôm nay. Ở đây nó còn hắc diệm thạch thừa nè, để mình lấy nốt cái số này cái đó. Tiếp theo là mình sẽ cần có một cục sỏi. Đây, dưới đây có sỏi luôn. Để mình tìm đá lửa. Đây, có đá lửa rồi nè. Giờ thì kết hợp thêm với một phôi sắt nữa, để mình có thể tạo ra được một cái bật lửa. Rồi, đầy đủ rồi đó. Mà sao nãy giờ mình không cần hóa cây cúp mình lên ta? Mình không cần hóa lên đào cho nó nhanh. Đúng rồi. Oh god, nó ra chậm hỏng rồi. Ok, sao xui vậy? Rồi, giờ mình sẽ tận dụng cái chỗ hắc diệm thạch còn dư này để mình xây cái cánh cổng địa ngục của mình luôn, cho nó tiện. Đấy, như vậy thì sẽ tiết kiệm được một mớ công sức của mình. Mình sẽ xây cao lên một tí, giống như vậy. Đây và đây. Xong, kích hoạt nó lên bằng cái bật lửa. Rồi, đi luôn nha. Thôi. Mình định dắt theo heo rừng đi á, nhưng mà xuống dưới nhỡ mà heo rừng lọt xuống dung nham cái là thành heo rừng nướng luôn thì không hay tí nào. Và cái nơi xuất hiện của mình thì cũng không có quá là đẹp. Ôi, ô, đằng kia có con gì á? Ô, cái con đó nó chọi mình. Ấy da. Ô, con đó hung dữ vậy, nó chọi cái gì vô mình kìa. Ui, mình xuất hiện ngay cái địa bàn của mấy cái con đó rồi. Nó có tên là trailer. Ây da, mấy con trailer đó hung dữ quá, nguy hiểm ghê. Và mục tiêu của mình khi xuống dưới địa ngục này là mình sẽ đi tìm những cái pháo đài địa ngục. Để coi gần đây có cái pháo đài này không. Hình như mình gặp một cái basin thì phải. Chà, hên vậy ta. Cái basin hơi bị to luôn. Dầu to. Qua đó liền thôi. Ôi, từ từ, không vội. Giật tóc là lọt xuống nhung nham nha. Wow, cái này giống cái đường vào của nó vậy, hay là dấu vàng ở đây? Có dấu vàng ở đây không? Tham lam. Rồi, mình đã đột nhập thành công lên cái nơi cao hơn rồi. Ở đây thì mình có thể dễ dàng quan sát cái địa hình ở dưới hơn. Ê, cái basin này có vẻ giàu nè. Được quá ta. Mình sẽ dùng hơi thở mặt trời để mình nướng mấy thanh niên này luôn. À, Bích Linh thông bạo à. Có ngon người xuống đây. Xuống đây để ta tiếp chiêu nào. Bây giờ mình không ngán mấy thanh niên này đâu. Nè, láo nháo nè. Ây da, hơi thở mặt trời không tới. Lần này thì chắc đừng hòng mà né nữa. Một hit một. Rồi bên nào sẽ là bên giàu hơn đây ta? Bên đây có vẻ là sẽ chứa rương nè. Mình thấy nó bự lắm. Chưa thấy rương nhưng mà mình thấy ở dưới có vàng rồi đó. Ok, để mình xuống dưới trước đây. Biết Linh hung bạo hả? Chỉ cần một đường quyền thôi, một đường kiếm thôi là mình hạ được cả đống tên luôn. Quá là mạnh. Sức mạnh của hơi thở mặt trời đấy. Rồi giờ thì giàu to. Gọi vô đây, ta còn hơi thở của nước nữa đấy. Đụng là trụng đó nha. Giàu ơi. Coi số vàng mà nó cho mình nè. Quá trời quá đất luôn. Lụm về lẹ. Không chừa bất kỳ một cục vàng nữa đâu. Mà nó còn có cái rương nữa. Để xem coi trong cái rương này sẽ cho mình món đồ gì. Một cái mảnh vỡ cổ đại nè. Một cái ba lô. Thêm hai cái ổn kim cương nữa. Rồi xin luôn. Ngoài ra thì cái tên này tội nghiệp vậy, đứng ở đó không vô được hả? Nè, vô đây.
Có cái nịt á. Tin người quá vậy. Dụ thôi. Rồi qua đây tiếp. Mình tin rằng là trong này kiểu gì cũng sẽ còn những cái rương cho mình lút thôi. Một cái basin bự như vậy mà chẳng nhẽ có một cái rương sao? À, có thêm một cái rương thứ hai nè. Rương này thì cho mình thêm sắt với cả táo vàng cũng được. Và cái chỗ bự như vậy á mà chỉ cho mình đúng hai cái rương thôi. À, lạ thiệt á, mình cứ tưởng là nó sẽ nhiều rương lắm. Thôi được rồi, vậy thì mình sẽ khám phá nốt cái chỗ bên còn lại đi. Hy vọng là bên kia sẽ khá hơn. Bên này thì đường đi có vẻ nó dễ hơn nè. Nó là những cái cầu thang ấy. Và nó còn có đường hầm nữa. Ồ, nó dẫn mình xuống sâu lắm luôn rồi đó. Hết đường rồi. Ở dưới là có vẻ không có tìm thấy vàng với cả là rương rồi. Để xem ở trên có hay không nha. Đây, mới lên là có liền hai cái rương. Cho mình sắt với cả là một cây cúp. Cây cúp mềm mại á. Ok, cũng được đi. Nếu là một cây cúp hiệu sức thì nó sẽ tốt hơn ấy. Tại vì hồi nãy mình đã hơi không được may mắn khi mà cường hóa không có hiệu sức rồi. Giờ mình đang cần cái cúp hiệu sức để đào cho nó nhanh. Ê, mà trên này thì cũng không có rương nốt luôn. Oh man, mình gặp một cái basin ti bự nhưng mà khá là ít rương rồi. À đây, có rương rồi nè. Một cây cúp. Wow, sửa chữa luôn. Tốt vậy ta. Vậy là bây giờ mình chỉ còn thiếu mỗi cái hiệu suất để mình ghép vào thôi. Là mình sẽ được một cái cúp rất là xịn rồi đấy. Ở đầu mà gặp được một cái basin cho mình được một mớ đồ như vậy thì cũng gọi là ổn áp rồi đấy. Bây giờ thì tiếp tục cái hành trình đi tìm pháo đài địa ngục của mình thôi nào. Nhưng mà có một cái điều lạ ở đây á, là mình chưa gặp cái con quỷ nào ở dưới này hết. Có vẻ khá là dễ thở ở dưới này luôn á. Ở trên mặt đất á thì ban đêm thì khá là đáng sợ, còn ở đây thì nãy giờ cả buổi trời mình chưa thấy tên nào dám cà khịa mình luôn, ngoài mấy thanh niên bích liên rồi mấy con xương nhóc ác này thôi. Cũng khá là ok đấy. Wow, nhưng mà trước mặt mình là một chỗ cướp bích liên với cả là một cái tòa tháp gì đó rất là đẹp luôn, màu trắng. Uầy, ở trong đó mình thấy toàn là xương đen rồi hả? Chắc là đó là căn cứ của bọn xương đen rồi. Để mình xuống đây trước rồi đó. Để mình đánh bại bọn cướp bích liên này trước. Ây da, sao mà nhiều gách thế? Ồ, có hẳn một cái spawner của con gách bên kia luôn á. Ây du. Không ổn. Chỗ này căng quá trời gách đâu đánh rồi. Phải đã bớt lòng spawn thôi. Quá là nhiều gách luôn. Nó bắn liên tục. À, trên kia có rương kìa. Ây du. Đâu á. Muốn lút cái rương thôi mà sao khó dữ người ta. Gách nó bắn bụm chiếu mình hoài luôn kìa. Rồi, lút được rồi nè. Hôm nay cho mình cà rốt vàng rồi thôi. Cũng không giàu có là mấy mà bị quýnh túi bụi luôn á. Thôi, chuồn. Vô trong đây núp tạm đi. Ít ra trong đây nó còn an toàn hơn á. Không biết là nó có dấu rương. Trên đây nhiều thế. Mình phải dùng hơi thở mặt trời để xử gọn mới được. Nữa. Này thì mấy con gách khốn kiếp. Rồi, có kiếm đâu. Ô, vụn netherite luôn. Cũng tốt. Thôi, chắc mình té khỏi đây thôi. Chứ ở đây một hồi là gách nó bắn mình túi bụi ấy. Ô, nữa nè. Mình lại gặp chỗ của ai đấy? Mà nó có cờ hiệu của Wither Boss luôn. À, đây là căn cứ của Boss Wither à. Đâu, mình có thấy Boss Wither đâu. Ý giời, có rương à. Hại thế ma, lụm luôn. À, có rương là được. Có ai không quan trọng là có rương hay không thôi. Trời ơi, có ai ra cản tôi đi. Để không thôi tôi lút hết á. Ai đó cản bước mình đi. Không có nào nó ra nó cản bước mình hết. Ồ, làm mình lút quá trời đã luôn.
Ồ, nhưng mà hình như hồi nãy mình mới thấy cái thanh niên nào trên này thì phải. Mình không biết mình có nhìn nhầm không nữa. Chắc là mình không nhìn nhầm đâu. Rõ ràng mình thấy trên đây có thanh niên nào mà. Ở đâu ấy? À đây đây đây, thanh niên này. Này, láo tét hả? Ô, hai rô. Thanh niên hai rô gì nè. Ồ, hăng kêu đệ ra nữa. Ái du, ái du, ái du. Ách. Này thì hai rô nè. Đâu rồi? Này thì hai rô. Ui, hắn hồi máu luôn cơ. Ui, hắn biến hình rồi. Hắn biến hình thành người sói rồi. Này thì hai rô. Này thì hai rô hả? Giỡn mặt. Giỡn mặt. Ui, hắn mạnh như vậy. Ui, mình dùng hơi thở mặt trời liên tục mà hắn vẫn còn sống đây. Cuối cùng thì cũng đánh bại được hắn rồi. Ui, căng được chứ. Rồi bắn rơi ra cái vũ khí. Ồ, hắn dùng súng á. Này, đây là súng khoắn đây. Nhưng mà hiện tại mình chưa dùng được. Tại vì mình không có máu Muzan trong người ấy. Ơ? Demon Slayer Mark. Ơ, mình bật được ấn diệt quỷ rồi à. Ồ, thật rồi. Mình đã bật được ấn diệt quỷ rồi. Ui, mình bật được ấn diệt quỷ là mình sẽ mạnh lên rất là nhiều ấy. Ê, tốt nha, tốt nha. Trong trận chiến với một con quỷ dưới địa ngục thì tình cờ mình đã mở được ấn diệt quỷ rồi. Từ giờ mình đã có thêm một cái nguồn sức mạnh mới rồi. Vậy là nãy giờ ở dưới địa ngục chỉ mới có gặp đúng một cái tên Hyro đó. Là một cái tên quỷ cộm cán thôi. Nữa cơ. Lại gặp thêm một tên Hyro nữa. Vậy là ở địa ngục, Hyro là cái tên kiểu như cầm đầu rồi. Hắn kiểu như là trùm ở dưới này á. Không có con quỷ nào dám lén phén khác ngoài hắn hết. Ồ, ra vậy. Rồi ở đây thì có một cái rương, nhưng mà rương 7 nha. Đây đây có bom ở dưới nè. Mình mà bất cẩn phát là nổ banh liền á. Trong đây cho mình vàng các thứ đồ. Strider Jump nè. Một dòng cường hóa khá là lạ. Bỏ túi luôn. Còn gì khác không? À hình như hết rồi. Cái kim tự tháp dưới địa ngục này cũng được. Và bây giờ mình muốn xuống dưới để mình thử sức với tên Hyro đó thêm một lần nữa cái đã. Vì lần này mình đã có được ấn diệt quỷ nên là mình rất là tự tin luôn. Mình sẽ kết hợp vừa hơi thở của nước và hơi thở mặt trời lại với nhau. Quyết định vậy đi. Rồi giờ thì kích hoạt ấn diệt quỷ lên. Sau đó thì quẩy cực mạnh với tên Hyro này nào. Quýnh cho hắn lọt xuống dung nham luôn. Hắn lọt xuống dung nham mất rồi. Mình tấn công quá là mạnh luôn á. Rồi sau đó cho hắn nếm mùi sức mạnh hơi thở mặt trời của mình tiếp. Mày thì hả? Lén phén đi. Ê, có ngon thì ngươi lên đây. Lên đây mà tiếp chịu này. Cái tên quỷ kia. À hắn đang hồi phục á. Này thì hồi phục. Mà tiếc quá hắn gớt xuống dung nham nên là mình không có nhặt đồ của hắn được. Ô, có một tên quỷ khác xuất hiện. Ai? Ôi, nguy hiểm vậy. Này thì lén phén. Mình sẽ dùng hơi thở của nước để tiêu diệt hắn. Giỡn mặt hả cưng? Trời, công nhận khi mà có được ấn diệt quỷ trên người á thì sức mạnh của mình tăng lên đáng kể luôn. Mình hạ được hai tên quỷ khá là khỏe kia trong chốc lát thôi. Quá đã. Như vậy cái chuyến đi này thì khá là tiếc luôn. Mình không có tìm được cái pháo đài địa ngục như dự định ban đầu rồi. Dở kế hoạch rồi. Không phải khi không mà mình rất là muốn tìm cái pháo đài đâu. Trong đó nó sẽ chứa được những cái đồ khá là xịn và hữu ích cho mình trong cái việc thăng cấp sức mạnh ấy. Nhưng mà không sao, bữa nay không tìm được thì bữa khác thì chắc mình cũng sẽ tìm được thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ cất đồ nè. Vũ khí của con quỷ kia thì mình sẽ cất vô đây. Tại vì mình chưa có dùng được á. Rồi, bây giờ thì xách ba lô và tiếp tục lên đường thôi. Chắc bây giờ mình sẽ tiếp tục cái công việc đó chính là đi tìm cái ngọn núi Natagumo thôi. Để mình làm xong cái nhiệm vụ coi. Tại vì mình còn khá là nhiều nhiệm vụ dang dở mà chưa có làm được. Ủa? Mà sao tự nhiên bây giờ cái thanh kiếm của mình được cường hóa cái dòng Red Sword rồi? Ê? Hay là khi mình kích hoạt ấn diệt quỷ cái nó tự cường hóa lên ta? Phải không vậy?
Khoan khoan, mình vẫn còn một cái thanh hơi thở của gió, mình chưa có dùng. À không, không phải chưa dùng nữa mà lâu quá không dùng. Mình sẽ dùng ấn diệt quỷ kích hoạt lên thử coi. Ô, chính xác rồi nè. Khi mà mình mở được ấn diệt quỷ thì mình có thể biến thanh kiếm của mình có được cái dòng Red Sword luôn, giúp tăng sức mạnh thanh kiếm lên ấy. Ô, đỉnh nha. Công nhận mở được ấn diệt quỷ mình có nhiều công dụng nha luôn á. Mà bây giờ mình thử mình sửa lại cái thanh kiếm hơi thở của gió mình được không? Nó hư quá trời rồi kìa. Mình sẽ gom sắt coi, coi đủ sắt không cái đó. Mình ở đây mình có ít sắt nữa nè. Sắt hôm bữa nấu ra, đây đây còn dư, vậy là dư rồi. Mình sẽ nén lại thành khói rồi làm thành cái đe. Sau đấy thì thử sửa thanh kiếm này lại. À, sửa được nè. Ồ, vậy thì dễ rồi. Mình sẽ sửa lại để cho nó hồi phục độ bền lại, dùng cho tốt hơn. Đấy, vậy là bây giờ mình có thể mang theo cả thanh kiếm hơi thở của gió để sử dụng rồi. Quá là tuyệt vời luôn. Giờ thì được rồi, đi thôi. Ồ, đi lúc trời tối luôn hả ta, căng hả ta. Nhưng mà không sao, mình đã có ấn diệt quỷ rồi mà, ngại gì mấy con quỷ nhóc ác kia. Gáy là tốt đến từ vị trí của mình. Ấy, giờ quýnh là mình tự tin lắm. Nhưng mà gặp mấy con quỷ mạnh mạnh là mình vẫn chạy như thường nha. Ok. Ê, mới đi được vài bước thì mình gặp được cái mụ mà hôm qua dám bán hành cho mình kìa. Ê, ngươi định kêu đồng bọn ra xử ta sau khi ngươi yếu máu đúng không? Ê, đằng kia còn có thủy trụ nữa. Nhưng mà không, lần này mình mạnh rồi, mình tự tay mình diệt cái mụ ta luôn. Vô. Ừ, biến hình đi. Này thì á, láo tét quất luôn. Ui, mụ ta còn gây độc nữa. Này thì á, 2-1 hả? Đâu rồi, bước vô đây. Vô đây, 1-2 luôn. Trận chiến này một mình sẽ chấp 2. Ui. Nhưng mà mụ ta đang đi hồi phục hay sao rồi? À, mụ ta đang bị thủy trụ đánh à. Được, mình và thủy trụ sẽ cùng dùng hơi thở của nước để đánh bại hai cái con quỷ này. Mình phải tiêu diệt cùng lúc cả hai thì hai con quỷ này mới chết được. Ấy, căng chưa? Làm lẽ nào. Mình phải dồn sát thương vào cái tên người anh của mụ đá kia kia. Ấy, căng quá. Đúng khó chịu luôn. Đánh nhau dưới nước không phải là lợi thế cho mình rồi. Mình phải thay đổi giữa các thức để phát huy tối đa sức mạnh mới được. Ui, nhưng mà hiện giờ hình như có thêm những con quỷ khác xuất hiện rồi. Ai vui, căng vậy. Từ trận chiến 1-2 xong rồi thành 2-2, bây giờ là cả đống con quỷ hợp lại luôn. Mình sắp làm được rồi. Mình lại đây. Đúng rồi. Yes. Cuối cùng thì mình cũng hạ được cái mụ Đa Kỳ và người anh em của mụ ta rồi. Ây da, nhưng mà khu vực này hơi hỗn chiến nha. Rất là nhiều con quỷ khác nó đã xuất hiện rồi. Và như vậy thì mình đã thành công tiêu diệt được Thượng Huyền Lục Đa Kỳ rồi. Khá là căng luôn á, nhưng mà tàn dư của trận chiến vừa rồi vẫn còn đó. Thôi, mình nên tiếp tục cái hành trình đi tìm ngọn núi Natagumo của mình thôi. Mình không thể sao lãng cái nhiệm vụ chính được. Và mối thù của mình đã được trả rồi. Tuy là hơi có vất vả một xíu và cũng nhờ một chút sự hỗ trợ từ thủy trụ á nha. Chứ không vào đó mình cũng hơi căng đấy. Ê, ở dưới kia là ngôi làng gỗ Bạch Dương à. Uầy, lần đầu mình gặp ngôi làng gỗ Bạch Dương luôn. Ê, gì nữa? Nữa hả? À, thì ra ngươi chọn cái chết. Bữa nay mình sẽ dùng hơi thở của gió để mình tiêu diệt cái tên này luôn. Chống cự cái gì? Chống cự hả? Hơi thở của gió, một hít một luôn. Đừng có giống mặt. Ui, nữa hả? Ui. Đằng kia là hình như là đòn tấn công của một cái tên trong thập nhị quỷ quỷ thì phải. Gì cô kia? Trời ơi, ghê vậy.
Thôi, mình nên té khỏi ngôi làng để tránh nguy hiểm cho ngôi làng. À, đằng kia lại cái tên Rip Demon à. Này thì Rip Demon nè. Mình đã hiểu cơ chế của cái skill này rồi. Tính ra hơi thở của gió cũng rất là mạnh đấy nha. Có thể cấu rễ được tầm xa luôn đó chứ. Ơ? Và kia là... Ui, hình như đó là ngọn núi Natagumo mà mình cần phải tìm đúng không? Ồ, chính xác rồi. Đấy là ngọn núi Natagumo thì phải. Ồ, chuẩn luôn. Giờ thì mình cần phải tìm cái tên Rui và hợp sức với Tanjiro để tiêu diệt tên Rui đó để hoàn thành được cái nhiệm vụ. À, ở trên núi này sẽ có rất là nhiều tên quỷ nhện nha. Đó, mới nói, nó cắn lén sau lưng mình kìa. Cái ghét chưa? Phải thiệt là cẩn thận. Này nè, nhện con nè. Đó, nó nhỏ nhỏ thôi mà nó cắn cũng đau lắm á. Đừng có nhờn nha. Nhưng mà ngọn núi này có vẻ không có tên Rui rồi. Mình chưa thấy tên Rui đâu hết. Nhưng mà đúng là ngọn núi của mấy con quỷ hay sống có khác. Có quá trời mấy con quỷ con luôn. Ồ, mình lại mở thêm được một cái kỹ năng gì nữa cả. Hoài. Kỹ năng thay đổi thế giới luôn cả. Là kỹ năng gì ta? Có phải kỹ năng ấn diệt quỷ mà mình vừa kích hoạt không? Hình như là không á. Ê, con quỷ này nó cắt những cái thợ săn quỷ ra thành nhiều mảnh rồi kìa. Rồi luôn, lại một thợ săn quỷ nó bị cắt ra rồi. Thôi không sao, yên tâm đi, một xíu về tôi sẽ ghép anh bạn lại. Đừng lo nha anh bạn. Rồi luôn. Vậy là chuyến này tuy là mình có thể tìm được cái ngọn núi Natagumo nhưng mà mình không có gặp được cái tên Rui rồi. Cũng khá là đáng tiếc. Mình chắc mình sẽ đánh dấu cái nơi này lại để có gì mình... Ôi! Có gì mình quay lại. Và ở đây có Tanjiro đang cần được sự trợ giúp nè. Này thì Daki. Lần hai gặp cái tên... cái mũ Daki này rồi. Tiêu diệt mũ ta thôi. Ui, một mình Tanjiro đã cân gọn hai cái thanh niên này luôn rồi. Mình vô mình hỗ trợ thôi. Wow, ngoài ra thì còn có một trụ cột khác vừa tham chiến hay sao cơ. Được quá ta. Trận chiến này hội tụ hơi bị nhiều người luôn á. Này thì con quỷ khốn kiếp. Xong phim. Mình đã giúp được Tanjiro, kiểu như là đánh bại được cái người anh của mũ Daki rồi. Wow. Ôi, Tanjiro đi đâu rồi? Tanjiro tiêu diệt tên quỷ kia xong rồi đi mất tiêu luôn. Ê, ở đây mình gặp phong chủ nè. Ôi, gì đây? Đúng không? Ui, nhanh vậy. Phong chủ mới làm cái gì phát có một cái con quỷ đã bị tiêu diệt rồi cơ. Ghê ta. Đấy, đụng hàng liền. Nhưng mà cái phần tay cầm của thanh kiếm phong trụ có vẻ đẹp hơn của mình rất là nhiều luôn á. Của mình nhìn nó phèn phèn kiểu gì á. Thôi kệ, dùng được hơi thở của gió là thấy cũng quái khoái rồi. Mà không biết đây là nhà của ai á. Để mình vô mình coi thử coi. Ồ, hay là đây là nhà của phong trụ ta. Phong trụ có cái quả nhà xịn vậy. Trời ơi, phong trụ còn có táo vàng các thứ nè. Được vậy. Có bạn chế tạo không? Cho mượn xài ké. Rồi chắc mình xuống dưới mình coi có bạn. À đây có bạn chế tạo mình mượn. Mình ghép lại cái anh bạn hồi nãy bị chẻ làm nhiều mảnh nè. Ok, một xíu về mình sẽ cứu anh bạn đó. Rồi cho làm người bảo vệ ở nhà mình luôn. Hơi bị hợp lý á nha. Sau khi khám phá sơ qua cái ngọn núi Natagumo và trở lại cái ngôi làng này thì... Sau một đêm bị quỷ tấn công thì có vẻ ngôi làng vẫn còn khá là đông đúc này. Vậy là vui rồi. Mừng giùm mấy bác dân làng rồi. Ồ, mà mấy bác không có cái gì để mừng lại cho mình hết. Buồn vậy ta. Tự nhiên ở đây là có khối kim cương là sao ấy nhờ. Ý trời chăng. Kim cương free. Xin nha. Còn kim cương free nào khác ở đây không? À, có vẻ hết rồi. Ở đây nó có một cái công trình gì nè. Ủa, nó có đường xuống luôn hả? Nguy hiểm vậy. Ủa. Có zombie ở đây. Ôi dồi, ở đây nó còn nhốt một tù nhân gì kìa. Ở trong đó còn cái đầu lâu thôi.
Hiu. Ở đây thì toàn là thịt zombie không à. Ui thấy ghê ta. Ở đây là một cái nhà tù. Ra vậy. Nước. Ủa. À cái đó là bầu trời, tưởng đâu kim cương nữa chứ. Tưởng đâu lại có kim cương free cho mình. Làm mừng hộp à. Gì đây? Sao lại bắn lén người ta như vậy? Để mình vô đây mình coi thử coi. Trong đây có con quỷ nào núp núp không? Tại vì ban ngày á mấy con quỷ nó hơi rén, nó không có sung như ban đêm á. Nó đi núp không à. Thế nên là ban ngày mình sung lắm. Còn ban đêm thì mình đi núp. Ok. Rồi và dưới này thì có vẻ là nó không có quỷ rồi, mình không nghe tiếng quỷ. Ồ, có bánh các thứ đâu kìa. Có lòng spawn. À, để mình qua đây mình làm miếng bánh nha. Mình tính về nhà nhưng mà mình bị cái tên Kaigaku chặn đường rồi. Lao thế nhờ. Dám chặn đường mình hả? Hôm qua là chẳng qua là mình chưa có ấn diệt quỷ rồi mình hơi yếu hơn thanh niên này thôi. Giờ mình bật ấn diệt quỷ lên. Sau đấy là màn đọ sức lại với tên Kaigaku nào. Vô đây. Bước vô đây. Bước vô đây. Tên này sung sung hả? Vô, bước vô. Người dùng hơi thở sấm sét chứ vậy. Ta không ngán đâu. Ui, hắn quýnh còn gây độc quy đờ nữa. Mình sẽ dùng hơi thở mặt trời để mình xử hắn. Chẳng lẽ ta ngán người sao? Được rồi, xác định người rồi. Đâu rồi? Chạy đi đâu? Ui, cái thanh... Anh bạn à, đừng đánh đông. Hắn mạnh lắm. Rồi luôn anh bạn đó, mình không cản được rồi. Anh bạn nó đã ra đi rồi. Người dám sát hại một cái thợ săn quỷ hả? Đâu rồi? Ủa đâu rồi? Kaigaku đâu rồi? À hắn tốc biến xuống đây. Người xuống đây hả? Ui nhưng mà khả năng hồi phục của hắn rất là vượt trội nha. Này thì Kaigaku. Mạnh thì mạnh, hồi phục thì hồi phục dữ đấy. Nhưng mà hắn không chịu nổi những đòn tấn công liên tục từ mình. Mình tịch thu lại liền. Được hai giọt máu Muzan. Và thêm cả thanh kiếm của hắn nữa. Cũng ok. Em quá ta. Này, tại vì hắn dùng huyết quy thuật hay sao á, thế nên là cái sấm sét của hắn là màu đen, còn mình thì mình không có uống máu Muzan á, cái mình nè. Mình dùng vẫn là sấm sét màu vàng bình thường. Đây là sấm sét chân chính nè. Còn sấm sét của hắn là sấm sét ác độc á. Ồ, mà hơi thở sấm sét cũng mạnh á. Coi những cái thức khác coi. Có kìa. Thức thứ ba coi, cũng hơi thở sấm sét này. Chém mà lộn cục mèo luôn. Ghê thiệt. Bảo sao hồi nãy hắn chém mình sao không hắn lọt xuống nước luôn mà. Lại nè. Kiểu như hip hop never die luôn á. Ở thức thứ tư coi, hơi thở sấm sét. Wow, vận sức rồi lướt với tốc độ sấm sét luôn. Thức thứ năm là chém đòn chém sấm sét. Thức thứ năm chém tên này niên này thử coi. Một chặt. Wow, con quỷ mạnh mà một chặt gần đi luôn kìa. Ôi trước cửa nhà mình. Ôi nó quỷ chặn trước cửa nhà mình. Này thì chặn trước cửa nhà mình hả? May là có những cái người bạn diệt quỷ này đứng trước nhà hỗ trợ. Rồi thức thứ sáu con hơi thở sấm sét coi. Wow, toàn là những thức kiểu mình thấy rất là đẹp luôn á. Nhưng mà có một cái đặc điểm là cái thanh kiếm này của cái tên Kaigaku không có thức thứ nhất. Tại vì thức thứ nhất hình như chỉ có Zenitsu là dùng được thôi. Còn tên Kaigaku này không có biết dùng. Bảo sao nãy giờ mình lướt qua thì mình chỉ thấy từ thức thứ 2 cho tới thức thứ 6 thôi à. Ý giời ơi, tên... Tại vì tên Kaigaku này quá là gian ác đi. Thế nên là sao mà học được cái thức đó được. Hay. Về nhà sau một ngày đi tìm ngọn núi Natagumo thì mình còn mang về thêm cả đống đồ ngon nha. Từ vũ khí của người Anh, của mụ Daki nè. Rồi vài giọt máu của tên quỷ Muzan. Ồ, hình như hắn còn gơi ra cái quần nữa. Nãy mình quýnh cái thanh niên kia gơi ra cái quần luôn. Trời, quýnh quá dữ. Mình quýnh hắn gớt cái quần ra luôn mà. Mà cái quần của hắn thì có vẻ là không có hợp thời trang của mình cho lắm. Thôi mình mặc cái quần của thợ săn quỷ vẫn đẹp hơn. Và đặc biệt hơn thì khi trở về nhà mình còn đánh bại được cái tên Kaigaku.
và hắn đã rơi ra thanh kiếm dùng hơi thở sấm sét nè. Vậy là sắp tới mình có thể dùng thêm cả hơi thở sấm sét rồi. Quá là tuyệt vời luôn. Và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới mình sẽ sớm tìm được cái nơi ở của cái thanh niên Rui, để mình có thể tìm thêm Tanjiro và cùng Tanjiro tới đó và thủ tiêu thanh niên Rui đấy, để chúng ta có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ còn dang dở cơ. Sẽ sớm thôi, sẽ sớm thôi. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.